Show mang đến màu sắc tích cực cho năm 2020, một năm với nhiều sự kiện khiến nhân loại khốn đốn. Với năng lượng tươi sáng đó, bộ phim không hề mang đến sự châm biếm hay đả kích bất cứ ai. Show đúng chất là một bản nhạc gia nhẹ nhàng đi vào tâm hồn người xem và thắp lên ngọn lửa tình yêu cuộc sống này trong mỗi con người. Và không dài dòng hơn nữa, hãy cùng xem Show thực sự đem lại gì cho chúng ta với 107 phút tại rạp nhé. Xoay quanh Joe Garden, một giáo viên trường trung học tại thành phố New York, Show kể về ước mơ mà Joe ấp ủ kèm theo một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc gia. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Joe phải kiếm sống bằng nghề dạy nhạc tại một trường trung học. Tuy vẫn được sống với âm nhạc nhưng đó không phải là thứ Joe thực sự muốn. Ông sinh ra là để chơi nhạc gia. Ý nghĩa đó luôn tồn tại trong đầu ông. Trong một ngày nọ như bao ngày, Joe nhận được hai tin tốt. Được nhận vào dạy chính thức và được diễn thử tham gia buổi hòa nhạc gia cùng thần tượng của ông. Mẹ ông luôn ủng hộ việc ông đi dạy và có thể nuôi sống bản thân. Còn Joe thì lại muốn sống với đam mê của mình hơn. Buổi tập thử trước khi diễn ra đã thành công. Joe vui mừng về nhà để chuẩn bị buổi biểu diễn để đời. Nhưng một tai nạn không ngờ đã khiến linh hồn của Joe tách ra khỏi cơ thể và đi đến miền đất cõi sau. Không muốn chấp nhận việc phải bỏ buổi biểu diễn, Joe vùng vẫy và rơi vào vùng đất của cõi trước, nơi những linh hồn bắt đầu định hình tính cách và sở thích trước khi đến trái đất. Chính nơi này Joe đã gặp Hai. Cả hai bắt đầu hành trình quay trở lại thân thể của Joe. Đây cũng là lúc cả hai được trải nghiệm cuộc sống. Joe trải nghiệm qua góc nhìn của một chú mèo, còn Hai được trải nghiệm sống thử trong thân thể của Joe. Cách đặt vấn đề và kể chuyện của Joe cũng rất hay. Joe đại diện cho người khao khát được sống và thực hiện ước mơ. Hai đại diện cho người thực sự không biết mục đích sống của mình là gì. Và đối với cô tất cả đều nhàm chán. Sự tương phản đó dẫn đến sự bổ sung cho nhau trong tính cách và cũng là tiền đề cho câu hỏi rằng liệu cuộc sống của chúng ta có đáng để sống? Xuyên suốt hành trình, Joe luôn cố gắng để Hai thấy được cuộc sống là như thế nào, để cô cảm nhận qua từng giác quan của Joe. Từ những bước đi trên đôi chân, đến không khí choáng ngợp của New York và hương vị tuyệt vời của chiếc bánh pizza. Nhưng đó là chưa đủ để một linh hồn như Hai có thể tìm được tinh hỏa của cô. Cũng từ Joe và Hai, Joe cho người xem thấy được góc nhìn khác của cuộc sống chính là nhân vật qua đôi mắt của một vật thể khác. Trước giờ chúng ta hay chính Joe cũng chỉ chạy theo những điều mơ ước, mà quên đi sự hiện diện của những người xung quanh. Bản thân cũng chưa dám nói ra ước mơ của mình, cũng như không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tất cả chỉ dừng lại với những suy nghĩ làm sao có thể đạt được mục đích của bản thân, rằng tình yêu và ước mơ của chúng ta mới là chân ái, là thứ mọi người phải lắng nghe và chia sẻ với ta. Qua thân thể của chú mèo, Joe nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ những gì, nhận ra mình thiếu can đảm, rằng ngôn từ là thứ vũ khí vô hình nhưng vô cùng sắc bén. Sự chuyển biến tâm lý của Joe cũng vô cùng nhịp nhàng, như khiến chính người xem được thấy bản thân mình cũng như chỉ là một trong những Joe khác trong hàng vạn ngàn Joe ngoài kia. Cuối cùng Joe cũng nhận ra rằng chơi piano chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống này của ông, rằng cuộc sống đáng sống khi ta lắng nghe xung quanh, không ích kỷ và dám hy sinh thứ gì đó ý nghĩa, như cuộc sống mới của Hai chẳng hạn. Liệu cuộc sống này đã sắp đặt sẵn chỉ khi con người làm đúng cái mình yêu thích mới thực sự hạnh phúc? Với Hai, cô thực sự cảm nhận được cuộc sống ở trái đất, rằng nó không như cô nghĩ. Cuộc sống thực sự đáng để trải nghiệm, từ những bước chân đến miếng pizza. Cả những giai điệu cô từng nghĩ là nhạt nhẽo đều mang đến những cảm xúc khác. Được cắt tóc và ngồi trên chiếc ghế cảm giác như bà chủ. Những chiếc kẹo mút khiến tâm hồn rộng mở và dễ dàng chia sẻ hơn về quan điểm và những thứ cô trải qua. Hai hỏi anh thợ cắt tóc về lý do anh trở thành một thợ cắt tóc. Câu trả lời khiến cô bất ngờ nhưng cũng nhận ra rằng cuộc sống thêm ý nghĩa và đáng sống khi chúng ta có mục đích để hy sinh. Cũng chính vì những cảm nhận đó, Hai cảm thấy cuộc sống thực sự đáng sống hơn. Khoảnh khắc quả trò rơi vào tay Hai cũng chính là lúc cô tìm thấy tinh hỏa của mình, rằng cô nên đến trái đất và chạy cùng cuộc sống của mình. Cuộc sống của chính cô chứ không phải qua thân xác của Joe. Yếu tố triết học cũng được lồng ghép vào trong phim để người lớn khi xem cũng cảm thấy thú vị, chứ không phải là một bộ phim hoạt hình chất lượng cao giải trí đơn thuần. Đầu tiên chúng ta có Joe là một người sống theo chủ nghĩa hiệu dụng. Chủ nghĩa này được áp dụng trong các nền văn hóa từ Đông sang Tây. Bạn được sinh ra với ý thức về bản chất bạn là ai, bao gồm tính cách của bạn, thậm chí cả những gì bạn định làm. Và vì vậy cuộc đời và nhiệm vụ của bạn là tìm hiểu, khám phá và thực hiện nó. Nhìn vào Joe, chúng ta có thể thấy rằng Joe tin rằng bản thân có thể làm được mọi thứ. Joe có thể trở thành nhạc công nổi tiếng. Joe theo đuổi đam mê và đó chính là điều làm ông hạnh phúc. Nhưng ngược lại chúng ta có linh hồn Hai, người không tin vào bất cứ thứ gì, không thấy có gì là niềm vui. Cuộc đời này không có gì ý nghĩa, cái gì cũng chỉ là hư vô. Hình ảnh của phim đẹp không phải bàn với những gam màu tươi sáng tại New York, kỳ ảo tại cõi trước, không có gì để chê với tác phẩm Show. Nhưng thứ thêm gia vị tuyệt vời hơn chính là âm nhạc của phim. Show mang đến những bản nhạc da xuất sắc, thứ âm nhạc đại diện cho người da màu nói chung từ thế kỷ trước.
Nó như liều thuốc an thần giúp mỗi người xem quên mất rằng thế giới ngoài kia xô bồ và ồn ào. Tất cả chỉ còn lại là yên bình và cảm xúc mãnh liệt đang chảy trong mỗi con người. 107 phút tại rạp Cùng Sâu sẽ là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong năm 2020 mà bạn không thể nào tìm thấy ở tất cả những đầu phim hiện nay. Tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống này chính là những gì mà đội ngũ sản xuất show muốn truyền tải sau một năm đầy biến động và đau buồn bởi Covid. Vậy nên đừng chần chừ mà hãy chọn show cho tối nay, hoặc bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn ra rạp. Một bộ phim tuyệt vời phải được cảm nhận khi bản thân chúng ta thoải mái nhất.